bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hồng Dương TV nha. Hôm nay thì mình có một cái món lẩu cá đuối mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm ha. Thì hôm qua mình đi chợ mình mua được 1 kg cá đuối nè. Theo kinh nghiệm thì mình thấy có hai loại cá đuối, nhưng mà cá đuối đại dương thì nó rất là to, nó ăn không có ngon bằng cá đuối nhỏ này nè các bạn. Mình này là 1 kg, đây mình sẽ mua 1 kg là sẽ được 3 con, mình cắt ra luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chút xíu mình sẽ sắp ra dĩa ha, mình ăn tươi nó sẽ ngon hơn luôn, mình xào ha. Bây giờ cái nguyên liệu mình cần đây là măng chua, cà chua mình cũng sắc luôn rồi, một ít rau thì ở đây thì nhà mình thích ăn rau nào mình có thể cho thêm vô, nhưng mà nhà mình ăn những cái rau thông dụng như này, rau muống bào nè, còn này là bắp chuối bào và ít đậu bắp, rồi giá. Và cái này nấm này thì này cho thêm thôi, sáng nay mình hái được ở ngoài vườn của mình á. Rồi còn cái này là bạc hà đó. Mà hành phi này thì mình đã phi sẵn một ít rồi nè, chúng mình cho lên bề mặt của cái nồi lẩu của mình ha. Đây, một ít rau niêm này là gồm có ngò gai với lại rau ôm, và một ít hành mình cắt nhỏ khúc này, một ít ớt. Chút xíu mình sắp cái cá lên mình để lên mặt cho đẹp nha. Bây giờ thì để cho nó cá mình được tươi á, và một ít bún nữa nè, thì mình sẽ sắp cá ra và mình cho vào tủ lạnh trước rồi mình đi nấu nước lèo nha. Để nấu nước lèo nha các bạn, thì mình sẽ cho trước vào đây khoảng 1 lít nước, lít rưỡi á, nồi này chắc 1,5 lít á. Thì mình bật lửa mình nấu cho sôi, thì mình cho me vô luôn, chút mình vớt ra, tại mình có măng chua nữa đó, mình cho cũng vừa me thôi. Nè, mình đậy nắp cho nó sôi, mình đi phi cái tỏi nha. Cái chảo này nãy mình phi hành phi á, mình tận dụng luôn để mình phi cái tỏi nha các bạn. Nó sắp vàng rồi, mình tắt lửa luôn các bạn, tại hôm nay mình lấy cái chảo này nó nhỏ mà nó hơi dính à. Nè, mình để cho nó nguội nha. Khi mà nước nó sôi các bạn, bằng vớt cục me ra các bạn dầm cho nước me nó ra nha. Xong mình tiến hành nêm nếm cái nồi này luôn nha. Tùy theo nhà các bạn muốn ăn chua nhiều hay chua ít thì mình bỏ cái lượng me nó mình canh nha. Rồi xong rồi mình sẽ cho cái phần măng chua vô trước nha. Măng chua này thì lúc mà các bạn mua về thì hãy rửa sạch nha, cho nó bớt cái mùi hôi á. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh đường phèn. Thì nếu như mà mình cục như vậy khoảng lựa mấy cái cục bự á, tại mình nấu cho nó ra nước á. Và cho thơm vô luôn nha, ít thơm. Cà chua luôn. Chừa lại một ít, lát mình bỏ qua cái nồi lẩu cho đẹp. Ngọt, thợ no ở đây là mình sẽ cho 4 muỗng. Bột ngọt thì khoảng 1,5 muỗng. Muối. Một 2 muỗng này nha các bạn. Rồi mình quậy lên nha.
lúc mà chờ đợi cái nồi lẩu nó sôi lại thì mình trang trí cái nồi lẩu của mình bỏ ít cá rồi rau rồi cá rồi vô nha các bạn. Mùi thơm. Rồi cà chua nữa. Ha. Cá tươi thì mình ăn nó sẽ ngọt thịt hơn. Nếu mà mình xào sơ cũng được. Tại vì nếu như mà các bạn cắt lát ớt ra sẽ ngon hơn. Nhưng mà nhà mình có trẻ em á thì mình sẽ để ớt nguyên trái nha. Rồi mình cho hai trái ớt vô, hai ba trái. Rồi còn lại mình để đây ha. Rồi mình múc nước lèo nè các bạn ơi. Nhà mình sẽ nêm lại cái nồi lẩu của mình nữa nha. Nó vừa ăn hả các bạn, chua chua ngọt ngọt mặn mặn ha. Mình cho luôn cái rau nêm với chân mặt nó luôn đi nha. Mình múc nước lẩu vô nha các bạn. Vậy thì mình mời các bạn ăn lẩu của mình nha. Đây mình sẽ gấp thử một miếng cá đuối nha. Cá tươi nó rất là ngon luôn các bạn. Chấm miếng mắm nha. Thịt cá nó tươi mà ăn luôn cả xương cá được luôn các bạn. Rau này là bắp túi này nhà mình bào luôn. Ăn chưa à? Cái là rau mình nãy mình để nó hơi sôi chín á. Nếu như các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy like share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bây giờ thì mình mời các bạn ăn lẩu cá đuối cùng mình nhà mình nha. Nha, Vinh Vinh. Lẩu cá đuối coi. Nhanh lên. Bên nồi còn nha gì vậy? Thôi no quá rồi. No rồi. Còn một cuốn nữa.